Suốt một năm qua, từ khi trở lại sau chấn thương, nhiều lần Tuấn Anh nhận được lời ve vãn từ các câu lạc bộ nước ngoài. Song câu trả lời của tiền vệ đội tuyển quốc gia Việt Nam này luôn rất giản dị: tôi không muốn rời Hoàng Anh Gia Lai. Tuấn Anh nguyện ở lại Hoàng Anh Gia Lai vô điều kiện. Cũng dễ hiểu, bởi tình cảm của anh với đội bóng Phú Núi, với Bồ Đức, có lẽ ít cầu thủ nào sánh được. Nhiều năm trước và cho tới tận bây giờ, Bồ Đức vẫn luôn khẳng định rằng với ông, Tuấn Anh mới chính là cầu thủ xuất sắc nhất mà Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai từng có. Từ xưa đến nay, tôi luôn đánh giá Tuấn Anh là cầu thủ hay nhất mà Học viện Hoàng Anh Gia Lai từng đào tạo, hơn cả Xuân Trường, Văn Toàn hay Công Phượng. Bầu Đức mới đây còn tâm sự: có lẽ ở Tuấn Anh, Bầu Đức còn đặt kỳ vọng lớn hơn cả một cầu thủ đảm nhận vai trò thủ lĩnh, dẫn dắt đội bóng Phú Núi trưởng thành ở V-League, cũng như trở thành trụ cột của đội tuyển Việt Nam, đưa bóng đá Việt Nam lên tầng cao mới. Có lẽ ông còn muốn Tuấn Anh vượt qua được cả Kiatisak, bản hợp đồng thành công nhất của ông bầu này, chìa khóa vàng mở ra kỷ nguyên lẫy lừng một thời của đội bóng Phú Núi mà ông là chủ tịch. Có lẽ cũng chính với sự kỳ vọng lớn lao ấy, cũng như sự kỳ vọng dành cho lứa U19 Hoàng Anh Gia Lai với những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, mà Bồ Đức mạnh dạn nhất cả lứa trẻ của mình lên chơi tại V-League. Có lẽ cũng vì sự kỳ vọng lớn lao ấy mà mùa đầu tiên lên chơi tại V-League, Tuấn Anh được bố trí chơi toàn bộ 26 trận cả mùa giải năm ấy, với 25 trận ra sân ở đội hình chính thức. Đâu chỉ có thế, sự kỳ vọng mà Bồ Đức dành cho tiền vệ tài hoa người Thái Bình này còn đưa thẳng ra cầu thủ mới chưa đầy 21 tuổi này sang Nhật. Nhưng cũng chính sự tham lam muốn đốt cháy giai đoạn để Tuấn Anh tỏa sáng đã khiến cầu thủ có lối chơi tài hoa quá tải này bị quá tải, để rồi nhận không chỉ một mà rất nhiều chấn thương. Sự quá tải khiến Tuấn Anh rơi vào một bi kịch khi cứ tỏa sáng trở lại là lại quay trở về với giường bệnh, với những ngày tập phục hồi đằng đẵng. Sự kỳ vọng mà Bồ Đức dành cho cầu thủ mà ông đánh giá là hay nhất, hóa ra lại là gánh nặng nghìn cân khiến đôi chân của Tuấn Anh gục ngã. Ngay lúc này, từ chối lời mời thi đấu tại nước ngoài, liệu Tuấn Anh có hối tiếc? Còn nhớ Bồ Đức đã từng nói về việc Công Phượng, Xuân Trường xuất ngoại, rằng ở đó, họ không chỉ phát triển được tài năng của mình, mà còn kiếm được những khoản tiền lương kếch xù mà cầu thủ Việt Nam có nằm mơ cũng không thấy được. Tuấn Anh không cần tiền, cũng không cần cơ hội để đưa sự nghiệp của mình lên tầm cao mới. Để trả lời cho câu hỏi ấy, hãy nhìn vào một Tuấn Anh trong ngày trở lại gần nhất. Bỏ lỡ cả tuổi thanh xuân để sát cánh cùng Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải lập nên thành tích lẫy lừng ở cả cấp châu lục khu vực dưới bàn tay dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngày trở lại sau chấn thương cực nặng, tiền vệ người Thái Bình lập tức khiến thầy Park nở nụ cười, khiến người hâm mộ trầm trồ, những chuyên gia chuyên môn phải gật đầu thán phục. Nhưng đấy không phải là Tuấn Anh với lối chơi lãng tử ngày nào, trái lại lại là một Tuấn Anh chiến binh với những pha đảo bóng loại bổ đối phương đẩy ngẫu hứng biến hóa. Nhưng giờ đây Tuấn Anh không hề mải mê khi phải chơi bóng bằng sức mạnh, tốc độ khiến những ai từng biết về anh phải kinh ngạc. Dường như ở đấy là một Tuấn Anh đã ngộ ra được nhiều điểm yếu thể lực mà hầu hết các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai vấp phải, đến chính từ giáo án mà Học viện Hoàng Anh Gia Lai đã chọn để dạy cho các cầu thủ từ ngày còn bé. Cải thiện được sức mạnh, khả năng và va chạm tốc độ, Tuấn Anh đang cho thấy mình chọn đúng con đường để cải thiện và hoàn thiện chính mình. Thất bại khi đưa Xuân Trường, Công Phượng ra nước ngoài để mở lối cho bóng đá Việt Nam ra thế giới, Bồ Đức trả giá cho lòng tham của mình bằng đốt cháy giai đoạn đánh giá sai năng lực của đứa con cưng. Ở lại Hoàng Anh Gia Lai, ngoài sự trung thành, Tuấn Anh còn cực kỳ sáng suốt khi định giá chính bản thân mình, cũng như những giá trị cho sự an toàn sau này sau những chấn thương dài dằng dặc đã qua. Với anh, lúc này chưa phải là lúc để bay cao bay xa, để thử thách bản thân với những canh bạc chứa đầy sự rủi ro, và rất có thể phải đánh đổi bằng cả sự nghiệp, cả niềm đam mê cháy bỏng của bản thân mình. Sau rất nhiều năm, rốt cuộc Bầu Đức đã đúng với đứa con cưng của mình đánh giá cao nhất, khi Tuấn Anh đang là cầu thủ duy nhất của Hoàng Anh Gia Lai có được vị trí vững chắc trong đội tuyển quốc gia Việt Nam. Giờ đây, có lẽ Công Phượng, Xuân Trường và những cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nhăm nhe vươn ra biển lớn, nên nhìn vào tiền vệ người Thái Bình này mà học tập. Mới đây, huấn luyện viên Toshiro Miura đã trả lời phỏng vấn về quãng thời gian làm việc tại Việt Nam. Dù không có được thành công như kỳ vọng, nhưng nhà cầm quân người Nhật Bản tiết lộ Đỗ Duy Mạnh chính là sản phẩm xuất chúng nhất dưới thời dẫn dắt của Việt Nam. Nếu chọn ra một cái tên, tôi sẽ chọn Duy Mạnh. Khi phát hiện ra Duy Mạnh trong các trận đấu của giải trẻ, tôi đã bàn với một trợ lý về việc đưa Duy Mạnh lên đội tuyển. Cậu trợ lý nói với tôi rằng ông có thể mất việc nếu tin tưởng vào một cậu bé còn chưa được nhớ mặt đặt tên. Nhưng tôi biết rằng nếu không thử thì sẽ không bao giờ được mới có cơ hội, huấn luyện viên Toshiro Miura kể lại.
Duy Mạnh là một trong số ít những gương mặt trẻ được huấn luyện viên Toshiro Miura triệu tập lên đội tuyển quốc gia vào năm 2015. Khi đó, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC mới 19 tuổi và đang chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ngay lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, Duy Mạnh đã được huấn luyện viên Miura trao cơ hội đá chính trong cuộc tiếp đón Iraq trên sân Mỹ Đình. Duy Mạnh là một cầu thủ tài năng và đa năng, hội tụ đầy đủ những kỹ năng phòng ngự và tấn công, cầu chuyền xa tốt, chạm một cũng không có động tác thừa, tranh chấp tay đôi quyết liệt và thường đi trước đối phương một nhịp phán đoán. Huấn luyện viên Miura nhận xét về Duy Mạnh. Dù sở trường là tiền vệ trung tâm, nhưng vị trí làm nên tên tuổi của Duy Mạnh dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo là trung vệ. Huấn luyện viên Miura nhận định: "Nếu vận hành sơ đồ hai trung vệ, tôi không nghĩ Mạnh sẽ phát huy được khả năng. Điểm yếu của Mạnh là chiều cao, đấy là thứ sẽ khiến Mạnh gặp rắc rối nếu bị đặt trong hoàn cảnh một đấu một. Hệ thống ba trung vệ có ưu điểm là giảm thiểu đa số lượng tình huống đánh một đánh một. Điểm nhìn của tôi với Mạnh vẫn là một tiền vệ phòng ngự, vừa giỏi vừa thu hồi tranh chấp, lại có thể tạo ra đột biến nhờ khả năng truyền dài." Khép lại câu chuyện, ông thầy người Nhật Bản chia sẻ đầy tự hào: "Duy Mạnh khiến tôi nhớ rằng ít ra mình cũng đã để lại cho bóng đá Việt Nam cái gì đó." Chia sẻ trong cuộc trao đổi trực tuyến với CN Sport, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT Somut Puanjongwang nói về khả năng Thái League diễn ra chung thời điểm với AFF Cup và cách xử lý của người Thái trong các câu lạc bộ. Ông khẳng định: "Tôi nghĩ nếu Thái League trở lại theo lịch trình từ tháng 8, giải đấu sẽ kết thúc vào khoảng 21 tháng 12, chung thời điểm với AFF Cup. Các câu lạc bộ có thể từ chối nhà cầu thủ về cho đội tuyển quốc gia nếu không thực sự cần thiết. Điều đó có thể tạo ra khủng hoảng nhưng cũng là cơ hội. Việc thay đổi ấy có thể mở đường cho Thái Lan cử các đội trẻ tới AFF Cup. Giải đấu ấy không phải là FIFA Day, nên mọi thứ đều phụ thuộc vào các câu lạc bộ." Chủ tịch của FAT nhấn mạnh. Tuyên bố của ông Pumlamuang dọn đường cho các câu lạc bộ Thái Lan không nhả người về tuyển quốc gia. Điều đó có nghĩa, Mong Thông cũng có thể giữ Đặng Văn Lâm ở lại trong thời điểm Việt Nam đang thi đấu tại AFF Cup. Giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á, không thuộc về FIFA Day và trùng với Thái League, Mong Thông không có nghĩa vụ phải nhả người về các đội tuyển quốc gia. Nếu muốn có thủ môn tốt nhất của mình, bóng đá Việt Nam phải thuyết phục câu lạc bộ Thái Lan giống như đã từng làm với Lương Xuân Trưởng, Nguyễn Công Phượng trong quá khứ. Cũng liên quan tới Văn Lâm, Chủ tịch FAP cho rằng cuộc cạnh tranh với những ngoại binh Đông Nam Á vừa là thách thức cũng là cơ hội cho các cầu thủ Thái Lan nâng cao trình độ. Ông Pumpan Wang nhận khẳng định: "Nhiều ý kiến cho rằng xuất ngoại binh châu Á khiến cầu thủ Thái Lan mất đi một suất cơ hội thi đấu. Để tôi lấy ví dụ, nếu thủ môn của Mong Thông là Somporjot không cố gắng vào phát triển bản thân, anh ấy sẽ mất vị trí vào tay thủ môn nổi tiếng khác là Văn Lâm. Cuộc cạnh tranh đó, lý tưởng đấy, nó sẽ khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn." Chiến thắng của thủ môn sinh năm 1993 Somporjot trước Văn Lâm tại Mong Thông là điều khiến người Thái tự hào trong thời gian gần đây. Sau nhiều năm núp bóng ở các thủ môn giỏi ở Mong Thông, Jot đã nỗ lực không ngừng và mới đánh bật Văn Lâm ra khỏi vị trí thủ môn số 1 ở Mao Thông hồi đầu mùa. Một đề xuất đáng chú ý khác được người đứng đầu bóng đá Thái Lan nói tới: "Tôi đang nghĩ về những thay đổi tiềm lực của bóng đá Thái Lan. Ví dụ chúng ta có thể quy định mới về việc nên có một cầu thủ U23 Thái Lan trên sân tập trong một thời điểm. Tôi sẽ lắng nghe đóng góp từ nhiều phía trước khi quyết định." Tại Việt Nam, đề xuất này từng xuất hiện sau thành công của U23 Việt Nam hồi 2018. Với Thái Lan, ý kiến này cũng xuất hiện sau U23 Thái và tứ kết U23 châu Á vừa qua. Giống như V-League, Thái League hiện chưa hẹn ngày trở lại. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh ở Thái Lan, khả năng Thái League thi đấu trong tháng 11 và tháng 12 là rất cao. Trong những ngày qua, truyền thông Thái Lan luôn hâm nóng chuyện đội tuyển bóng đá nước này qua những thông tin về khả năng họ sẽ cử đội U23 tham dự AFF Cup 2020. Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan xác nhận sẽ cử đội tuyển chứ không phải đội U23 tham dự sân chơi Đông Nam Á. Thì truyền thông nước này tiết lộ khả năng họ cũng khó đưa ra đội hình mạnh nhất. Cụ thể, Thái Lan vẫn cử đội tuyển quốc gia tham dự AFF Cup 2020, nhưng sẽ có phần đông là các cựu binh hoặc không được hot bằng các trụ cột hiện tại. Nguyên nhân chính là Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã lựa chọn ra 4 phương án dành cho giai đoạn cuối của Thái League 2020. Trong đó có tới 3 phương án rơi vào thời điểm tháng 11 và tháng 12. Điều đó có nghĩa là khả năng các câu lạc bộ cho các tuyển thủ lên tuyển là không dễ dàng khi đang vào giai đoạn tăng tốc. Đó là chưa nói tới việc 4 trụ cột Chanathip, Dangda, Thamsat Chanan và Bumathan
khó được câu lạc bộ chủ quản ở Nhật Bản cho về, bởi AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên câu lạc bộ không có nghĩa vụ trên. Thái Lan rõ ràng đang rối chuyện lựa chọn cho đội hình tham dự AFF Cup 2020, nhưng hẳn nhiên là họ vẫn sẽ tạo ưu thế cho vòng loại World Cup 2022. Còn với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thì sự thận trọng vẫn hơn, bởi khu vực Đông Nam Á đối trọng của đội tuyển Việt Nam còn có Malaysia, Indonesia và kể cả Philippines. Indonesia đang làm mọi thứ sau khi mất mặt ở World Cup 2022. Còn Malaysia và Philippines vốn đã chuyển hướng xây dựng lực lượng bằng bộ khung cầu thủ nhập tịch. Nhất là với vị thế của nhà đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam đang trở thành đích ngắm để nhiều đối thủ trong khu vực chinh phục để hoán đổi vị trí số 1. Mọi chuyện sẽ càng ngày thêm khó khăn cho ông Park khi mà đến thời điểm hiện tại, các cầu thủ bóng đá Việt Nam gần như mất cảm giác bóng do khoảng thời gian nghỉ thi đấu kéo dài. Trong buổi tập cùng với các trợ lý mới đây, huấn luyện viên người Hàn Quốc đã vô tình bổ nhiệm nhiều cái tên mới, nhưng vốn có phong độ tốt ở hai vòng đấu đầu tiên ở V-League 2020. Điều đó không loại trừ khả năng ở đợt tập trung tới ông sẽ cho gọi số đông cầu thủ để đảm bảo lực lượng chia thi đấu ở hai mặt trận song song, vừa phải chinh phục mục tiêu ở vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đồng thời là vòng Asian Cup 2023. Bên cạnh đó, còn phải bảo vệ ngôi vương vô địch AFF Cup.